Ngươi lại còn là nữ nhân này, ngươi bỏ đao xuống đi. Nào nào nào, người xuống đi, xuống đi đi, người lên đây đi, có giỏi thì xuống đi, tới tới người xuống đi, con tiểu yêu tinh có bản lĩnh thì lên đây, người lên đây đi, xuống đi đi, người lên đi. Ai đó, lên đi, hai tên ngốc này. Đi thôi, đi, mau lên. Mẹ ơi, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình, không nhìn thấy mình. Không đúng, cao như thế sao lên được vậy? Cô ấy còn có thể leo lên cao hơn nữa. Chào buổi tối, cẩn thận. Ta không sao, chàng buông ta xuống đi. Ngã từ nơi cao như vậy xuống mà còn không sao. Nhịn chút. Vừa rồi thấy nàng đứng cao như vậy cũng không sao. Ngày thường thì bộ dạng yếu đuối vô cùng, chẳng lẽ là giả vờ sao? Ta nghe không hiểu lời của đại vương. Năm đó cậu xin ta đưa muội từ cảnh quốc tới Ly Bắc, rốt cuộc muội có âm mưu gì? Đã nói với ngươi rồi, ở cảnh quốc không sống nổi nữa. Cảnh quốc không cho người ta sống, chẳng lẽ Ly Bắc cũng vậy sao? Xin ngươi đưa ta rời khỏi. Sao lại là cô? Giữa chúng ta chẳng lẽ chút tin tưởng cũng không có? Chúng ta đều có sứ mạng phải gánh, không phải sao? Nàng có rất nhiều bí mật, ta không muốn biết. Nhưng nếu có một ngày nàng gây bất lợi cho Ly Bắc, ta chắc chắn sẽ... Chàng sẽ làm gì? Chàng sẽ... giết ta sao? Ngủ đi. Xuất phát, kiểm tra xe ngựa, xuất phát. Vâng. Thank you.
Cô đã hứa với bọn ta, lấy đâu của hắn tới gặp bọn ta? Võ công của ta so sánh được với hắn, ta đánh không lại. Cần có thời gian tính toán, nhưng tiếc là người mua không chờ được. Ngươi phải mau hành động. Một năm trước, tiểu mỹ nhân chạy đi đâu đó? Đa tạ ơn cứu mạng, Bách Hàn không dám quên, sau này nhất định sẽ báo đáp. Vừa rồi dạy cho cô hai chiêu chống lại kẻ địch, luyện nhiều vào, sau này chắc chắn sẽ dùng tới. Bách Hàn không hiểu sao ngài lại nhất định phải bắt ta đuổi theo quân đội của Ly Bắc. Bà Nhĩ Đa, chủ tướng của Ly Bắc, giỏi giao tiếp, thạo binh pháp, có người chi tiền mua đầu của hắn. Cái gì? Muốn giết hắn sao? Hắn từng cứu mình, phải làm sao đây? Chỉnh đốn tại chỗ. Hôm qua có phải mình hơi quá đáng không? Đi thôi, đưa nàng đi một chỗ. Không phải hôm qua chàng muốn giết ta sao? Còn đưa ta tới đây làm gì? Làm gì có. Niệm tình chàng đưa ta tới nơi đẹp thế này. Thôi vậy, tha thứ cho chàng đó. Đẹp không? Nếu thời gian có thể dừng lại vào lúc này thì tốt biết mấy. Nếu mọi chuyện đều có thể trở lại khi bắt đầu, để chúng ta gặp nhau ở đây, yêu nhau ở nơi này thì tốt biết mấy. Mùi gì thế? Chúng ta qua kia, qua đó, qua đó, qua kia. Đi, đi qua đó đi. Tính theo tuổi tác, muội nên gọi ta là thúc thúc. Nhưng muội yên tâm, ta không có ý vượt quá giới hạn gì với muội. Muội không cần phải thế. Dĩ nhiên, tiền đề là muội không được có ý đồ xấu với đại vương cùng Ly Bắc. Bấy lâu nay, nếu như ta có chút ý đồ xấu với Ly Bắc vương thì đã sớm bị hắn độc chết rồi. Được, ta rút lại lời vừa nói, xin lỗi. Nữ tử xuất thân từ cảnh quốc đều tính tình nóng như vậy sao? Đại vương,
Để người ta thấy thì còn ra hệ thống gì, thì có sao đâu. Ta cũng có một cái nè. Thế ta cũng tặng nàng một thứ. Cái gì vậy? Đây không phải của ta sao? Sao lại ở chỗ chàng? Hứa với ta, đừng làm mất thứ gì thuộc về nàng nữa. Cột chặt vào, chuẩn bị xuất phát. Cột ngựa vào đi. Đại vương, ngài tiêu rồi, rơi vào bể tình rồi. Bên này được rồi, bên đây cũng ổn. Người hiểu cái gì chứ? Ta tiếp cận cô ấy chỉ vì moi tin tình báo thôi. Người hầu như ta, cô cần gì lấy lòng chứ? Nơi đất khách quê người, thêm một người bạn tốt hơn thêm một kẻ địch mà. Nào, chúng ta cùng nâng ly, nghênh đón phò mã cùng công chúa về lại cố quốc. Nào, cạn ly này. Trường Lạc à, ở Ly Bắc sống thế nào? Phò mã có tốt với con không? Nếu như có gì ấm mức, cứ việc nói ra, bổn vương tuyệt đối sẽ không tha. Mọi chuyện đều ổn, đa tạ phụ vương nhớ thương. Nào, lại cạn một ly. Bái kiến vương hậu nương nương. Cô gái ngoan, không cần câu nệ với bổn cung. Sống nơi hoang dã mấy năm, thật là vất vả cho ngươi. Theo quan sát mấy năm nay của ta, xem như họ cũng an phận, không có dấu hiệu manh động. Những chuyện khác chỉ có thể hỏi Lý Tây Phong. Nhưng mà ý ngươi là Lý Tây Phong định phản bội bốn cung? Lý Tây Phong cùng Lý Bắc Vương tuy là phu thê giả, nhưng theo ta thấy họ đã sớm có tình cảm với nhau. Mình phải cách xa vương hậu một chút, mau chóng thoát đi. Cảnh vương, vương phi của ta say rồi, ta đưa nàng ấy hồi cung nghỉ ngơi. Về đi. Nè, Trường Lạc gả đi Ly Bắc đã một thời gian rồi, hiếm khi về cung một chuyến. Đương nhiên phải để bổn cung tự mình chăm sóc chứ. Vương phi uống say rất khó chịu. Để ta, ý của ngươi là bổn cung không chăm sóc nổi con gái ruột ư? Đại vương, đưa công chúa đến tẩm cung của bổn cung. Đại vương, vừa rồi người thất lễ đó. Giờ vương phi không ở đây, đúng lúc cho chúng ta cơ hội dò thám tin tức của Đại Ly Bắc Vương. Ngươi không cảm thấy vương hậu hơi lạ sao? Được rồi, mau đi đi. Hả? Cảnh vương,
Vương hậu nương nương, bổn cung thấy hôm nay ngươi thật sự vô cùng vui vẻ nhỉ, đưa đẩy với Ly Bắc Vương kia, e là ngươi đã quên thân phận thật của mình rồi nhỉ. Tiểu nữ không dám, thế người nói tình hình của Ly Bắc với các bộ lạc xem. Bẩm vương hậu nương nương, Ly Bắc với các bộ lạc mồi hở răng lạnh, à thân nhất là với thổ phiên, trong thời gian ngắn e là khó mà tan rã, thế ngươi còn làm gì nữa? Tiểu nữ lần sau trở lại thì phải đem chút tin tức có ích vào. Nếu người Ly Bắc biết ngươi gạt hắn, thì ngươi biết kết cục của bản thân chứ. Vâng. Chuyện này tuyệt đối không thể để các liệt cuốn vào. Không thể ở đây lâu được, đi thôi. Muộn vậy rồi, chàng ấy có thể đi đâu chứ? Vừa rồi ta đi, đại vương không cần tìm lý do lấp liếm với ta. Ta muốn hứa hẹn một chuyện với chàng. Nàng là vương phi của ta, có gì cứ nói thẳng đi. Những ngày chúng ta ở lại cảnh quốc, có thể không dò hỏi lẫn nhau, không can thiệp lẫn nhau không? Hôm nay vương phi hơi lạ đấy. Xin đại vương hứa với ta. Đồng ý. Cảm ơn. Trước đây ta luôn không hiểu nổi, phụ thân thân là phó sứ, tại sao sẽ mất tích trên đường về? Cho là chủ sứ tranh đoạt quyền lợi mới làm vậy. Nhưng hôm đó sau khi gặp nguy hiểm trong sa mạc, ta mới tin lời của chủ sứ nói là tai nạn. Câm miệng. Là Lý Tư Niên cấu kết Đại Ly Bắc Vương, thông đồng với địch phản quốc, giết hại phó sứ. Đây mới là sự thật. Năm đó nếu như không nhờ ta cố gắng khuyên can quân thượng, suýt nữa thì Cảnh Vương đã mềm lòng thả tên Đại Ly Bắc Vương kia, Lý gia cũng sẽ không bị xử trảm cả nhà. Lỡ như thất bại, chẳng phải là uổng công vô ích sao? Mình phải nghĩ cách vạch trần âm mưu của vương hậu. Muộn vậy rồi, cô ấy đi đâu được chứ?
Đại vương, ta biết chàng chưa ngủ. Chàng có chịu tin ta không? Không còn sớm đâu, ngủ đi. Nếu ta nói chuyện này liên quan đến việc giao chiến của Cảnh Quốc và Lý Bắc thì sao? Chẳng lẽ Vương Phi định cho ta biết nàng muốn đứng về phía Lý Bắc à? Ta tuyệt đối sẽ không gây bất lợi cho Lý Bắc. Nói ra thử xem. Đột nhiên tới tìm bổn cung là đã hiểu rõ thân phận của mình rồi à? Vương hậu nương nương muốn biết gì? Tình hình quân đội Ly Bắc người nắm được bao nhiêu? Bẩm vương hậu nương nương, quân đội của Ly Bắc không bằng Cảnh Quốc, binh lính già yếu tàn tật cộng lại không tới 3 vạn. À, quân tinh nhuệ của Cảnh Quốc hơn 10 vạn, lại thêm quân đội đóng quân ở biên giới cũng phải có 30 vạn. Đủ gấp 10 lần Ly Bắc. Có giỏi thì chúng cũng không thể gây sóng gió gì. Lần này ngươi đột nhiên hồi cung, ta lại thấy có hơi bất ngờ. Định ở đây bao lâu vậy? Do quy định của Ly Bắc quá nghiêm khắc, thật sự quá không tiện hành động, cho nên tiểu nữ nghĩ đưa Ly Bắc Vương tới Cảnh Quốc. Như vậy có lẽ sẽ thu hoạch được gì đó. Xem ra ngươi đã có kế hoạch. Tạm thời thì vẫn chưa ạ. Nhưng mà tiểu nữ đã có chút manh mối rồi. Lý Tệ Phong, từ bao giờ trước mặt bổn cung khẽ mở miệng là xưng tiểu nữ thế? Tạm thời vẫn chưa ạ. Nhưng mà tiểu nữ đã có chút manh mối rồi. Lý Tệ Phong, từ bao giờ trước mặt bổn cung khẽ mở miệng là xưng tiểu nữ thế? Tội thần biết sai rồi. Nào đứng lên đi. Trong mắt bổn cung, ngươi vĩnh viễn là nữ nhi ngoan của bổn cung. Nhưng mà bổn cung ghét nhất là đứa trẻ hư, không nghe lời, lại không hiếu thảo. Hiểu chưa? Nào, mau cầm lấy ô đi, đừng để ướt mưa bị bệnh. Mặc cái giờ đó cho ta. Cô tìm ta có chuyện gì không? Việc đến nước này, chúng ta không cần diễn kịch với nhau nữa. Phụ thân, cái chết của cha cô không liên quan gì tới cha ta. Tất cả đều là âm mưu của vương hậu. Thân phận thật sự của vương hậu chính là tỷ tỷ của Mạc Bắc Vương. Năm xưa bà ta sai cha cô đi sứ Ly Bắc, trên thực tế là để do thám quân tình. Từ đó làm dấy lên tranh chấp giữa Ly Bắc và Cảnh Quốc, để cho Mạc Bắc làm ngư ông đắc lợi. Khi vương hậu biết được, cha ta lại bàn được hiệp ước hòa bình với Ly Bắc. Hơn nữa đích thân giao một hòm hạt giống quả dưa và một bức thư trần tình giúp Ly Bắc cho Cảnh Vương. Bà ta ra lệnh cho cha cô diệt trừ cha ta. Nhưng mà trong lúc mấu chốt, cha cô đã đổi ý. Ông ấy biết mình không thể chống lại thế lực của vương hậu, cho nên ông ta đã đem hạt giống quả dưa để lại Ly Bắc, còn để lại bức thư này để giải thích mọi chuyện. Cha ta là quan của Ly Bắc, không phải gian tế. Cha cô cũng bất đắc dĩ thôi. Nhưng vào lúc mấu chốt, ông ấy đã làm quyết định chính xác. Giờ đến lúc cô phải quyết định rồi. Cô định lật đổ vương hậu sao? Ta từng cho rằng Cảnh Vương mới là hung thủ hại chết cha ta, nhưng không ngờ mọi chuyện đều do tên mật thám vương hậu gây ra.
Sau khi trở về cảnh quốc, ta có vô số cơ hội để giết chết bà ta. Nhưng mà ta không làm vậy, vì ta phải khiến cho cảnh vương và người trong thiên hạ đều biết vương hậu mới chính là kẻ chủ mưu phía sau. Ta phải trả lại trong sạch cho cha ta. Cô định làm thế nào? Án binh bất động, bình tĩnh chờ thời cơ. Trở về rồi. Cha, cha cả đời tận tụy vì cảnh quốc, lại bị kẻ gian hãm hại. Sau khi chết, ngay cả bia mộ cũng lạnh lẽo như thế này. Phong Nhi nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ. Phong Nhi nhất định sẽ báo thù cho cha mẹ.